Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy đang có mặt ở Linh Giang, Hải Dương quý vị nhé, và vào thăm vườn cây của anh Hạnh, anh Hạnh tại Linh Giang, Hải Dương quý vị. Và bà Sa Đức Huy chia sẻ cho quý vị một số những cái tác phẩm, những cái tâm huyết của vườn anh Hạnh. Đây quý vị này, anh có một cái cửa hàng rất là rộng lớn này. Và sân trong nhà anh rất nhiều cây cảnh. Em chào các anh nhá. Đây em chào các anh, đây là anh. Chào tất cả ngoại là anh em đang yêu cây và những người không yêu cây trên cả nước nhá. Vâng. Chào thân thiện nhất. Đây. Chào các anh, hôm nay đến Ninh Giang thì đến thăm vườn các anh. Ngay đầu đầu cửa hàng này, ngay trước cửa nhà anh là anh có cây sung này của anh ít quả thế này anh. Cây này ít quả quá nhỉ. Đây này. Không, cây này là giờ đấy, thế còn nó còn ra nhiều quả nữa. Đây và đây. Cây này là bonsai đâu Đức Huy nói ngược một chút, thấy nó sai quả quá. Cây này là cây chủ đầu tay của mình đấy. Quả chín này. Đây quý vị này. Cây này có cái đường rễ này quý vị này. Rễ sống trầu nhá. Rễ già. Cây này anh khai thác về đây nhà trồng lâu chưa, chơi lâu chưa anh? Cây này thì nói đúng như là tới là lấy của một nhà ông bạn. Bắt đầu tiên thì chưa biết gì về cây, cái là đến chơi ông mình đùa ông mình bảo này. Cây này phải dòng hơi siêu tí, ông bố mình bố ông biết đéo gì về cây. Mình cũng thế thì ông đỡ cho thôi. À, thế thì hát đỡ cho mình. Thế mình về thì nói đúng ra là mình cắt cột còn độc mỗi cái gốc này, chẳng có cái gì cả. Vâng. Bắt đầu là tính đến bây giờ là 10 năm rồi đấy. 10 năm rồi. 2006 gốc cây này đấy là nó là rất là già. Thì anh nghĩ anh xem sách đấy, người ta nói là nếu già như thế này thì làm được là dáng là kiều phụ quải thử. Kiều phụ quải thử ấy. Thì làm sao mà làm được một cái cây này gọi là dáng là tiểu khu quải thứ này thì là một thân người cha là một già luôn, cái đẻ là một đứa con là nó nghịch nữa, tức là nó bắt cõng trên lưng suốt ngày đây, đây là đấy cây này gọi cây tử. Cây tử thì nó có hai tán một ngọn là ba, thế còn ông tiều thì tức là già lua lưng hơi còng thì có bốn tán, à ba tán một ngọn. Cái thằng con rất nghịch, thế nhưng mà nó láo cá, nhưng mà cái ngọn này đến năm nay mới làm xong, vẫn ngoảnh đầu lại là nhìn các con, đó. Vẫn ngoảnh đầu lại. Vâng. Tức là giận thì giận nhưng vẫn thương con. Dạ vâng. Có giận con mấy thì vẫn âu yếm, vẫn yêu chiều. Đây, mà năm nay mới làm xong. Đó. Thế nhưng mà bây giờ là lá nó đang xanh tốt lên, đang tươi tốt rồi. Đến đợi cái đợt thu đông này nó chín rất là bắt đầu. Anh nhưng mà ông Hạnh này nói là từ cái đợt anh nghệ nhân đá, anh Trịnh Hiệp Lực ấy. Anh thổi hồn vào cái gốc sung này thì mình thấy là anh đưa lên một cái tầm cao mới, anh nói là cái đẳng cấp. Nhưng mà anh nói đến cái tình cha con tôi lại nghĩ đến bài hát của Ngọc Sơn, có một đoạn tình cha đấy là đúng, có một cái bài là cha cõng con đấy, thấy đúng thật. Vâng. Đấy anh ấy làm cái ý tưởng rất là đúng với cái tác phẩm đấy. Chơi cây là nó phải có tính nhân văn thì mình. Dạ vâng. Đấy. Là cái nhân văn. Nên là các anh ấy những người cha cõng người con. Đấy, con cũng có một cái gì đấy tinh nghịch hay là có những cái gì sai lầm thì nhưng mà người cha cũng vẫn vẫn nhẹ nhàng, đúng không? Nhẹ nhàng chăm no uốn nắn chứ không bỏ bê. Đấy là cái tình cảm của người cha đấy, cũng là chơi cây cảnh nha quý vị ạ. Cây cảnh cây thế của Việt Nam là như vậy quý vị ạ. Thì mọi người qua cây để gửi gắm vào, để thổi hồn vào. Qua cây thì cũng là mượn cây để răn dạy con cháu đó quý vị ạ. Đấy quý vị ạ, và chia sẻ những cái nhân văn của cuộc sống. Đi anh ơi, anh em mình lại vào trong đi. Vườn chính của anh trong kia mà quý vị. Đây có cây to đây, ngoài này còn cây bánh lão nhỉ. Yeah. Hoàn thiện của anh, to, cao 1.5 m, 1.6 m. Yeah. Bóng tàn đẹp lắm. Ngồi xỉ. Cây này là sau đợt này anh mới tuốt đi làm dăm lại. Vâng ạ. Đây mời quý vị vào trong vườn chính của anh Hạnh quý vị nhé. Đây quý vị ngắm vườn chính của anh. Quý vị ngắm cái quang cảnh trong bonsai Đức Huy sẽ đi chi tiết một số tác phẩm của vườn anh.
một không gian chơi và thưởng thức chiêm ngưỡng cây của anh. Đây quý vị này, một cái góc view rất là đẹp nha quý vị nha. Rất là đẹp. Và ngay đầu cổng là có một cái cây khế nhà anh nhỉ. Đây là cây khế. Đây là cây khế anh làm là gọi là dáng ngũ nhạc, trước là cũng do thiên nhiên là ban tặng được cái gốc này ạ. Dạ vâng. Được một tí gốc thôi. Vâng. Đấy, chứ không có cái gì cả, nhưng mà anh là đem về là cũng có một đứa em, nó lúc giờ nó bảo là cho anh nhưng anh không lấy. Nó dính xác thế. Anh vâng. Còn thôi bây giờ cứ giá bằng bằng gọi là một hai cái bia. Đấy, vâng. Chính xác thế. Và anh làm rồi đến bây giờ là cũng được khoảng 15 năm rồi. Vâng ạ. Thì lúc bây giờ nó chỉ bằng một cái tăm này thôi. Nha, thế à. Em ơi. Dạ vâng. Thì lý tưởng của anh là cũng gửi gắm một tí nhân văn, mà đây là anh làm theo là dáng ngũ nhạc. Thì đây ngũ nó có năm thân đây em. Đó. Đấy, thì ý đấy. Anh nghĩ là cây này chắc là nó cũng phải tầm vài năm nữa thì nó sẽ hoàn thiện, là nó có quả qua giá. Bây vâng. giờ là nó cũng hoàn thiện được đến 90% rồi đấy. Vâng. Thế là cây này anh đặt tên là dáng ngũ nhạc. Ngũ nhạc hả? Đấy, anh Hạnh là anh cũng là người có chất thơ ở trong đấy. Cây nào anh cũng có thổi hồn vào. Không, cái thổi hồn vào cái tác phẩm, đặt những cái tên cho tác phẩm. Cái đấy là một cái rất cần thiết đấy. Cái tác phẩm của mình thì là cũng cái món ăn tinh thần của mình, cái đứa con tinh thần của mình thì cũng lên có những cái tên hợp với cái tác phẩm. Nó tầm 15 năm. 15 năm rồi. Bây giờ nó đến 15 năm rồi. Cái khế cái gốc tự nhiên nha quý vị nhá. Còn anh xây dựng cái 5 cái thân này mới. Một gốc rất là kỳ dị nha quý vị nhá. Thiên nhiên ban tặng cho cái gốc cũng có cái đặc biệt riêng. Cái gốc là trông thì đúng là gọi là cái đầu con voi đấy nhỉ. Trông như cái ngà voi ấy. Vâng, như con voi đang ăn đấy đúng không? Như con voi đang ăn cỏ hay là gặm cỏ. Đấy quý vị này, anh còn rất nhiều nhá. Sang cây thứ hai này đấy là cây xanh. Cây này có tên không anh? Cây này có tên theo. Cũng lại có tên. Cây này anh đặt tên là Phu Thê Bồng Tử. À, đấy. Phu Thê Bồng Tử. Hai vợ chồng rất yêu nhau. Đấy. Dạ vâng. Một đấy. Con cái thì gọi là rất là lâng lưu. Lâng lưu đấy nhá, chứ không chiều đâu. Đấy nhưng mà vâng, vâng. Phải bế nó thì gọi dạ, là bồng. Vâng. Vâng, bồng luôn. Căn dặn đấy, lúc bế lúc ru lúc. À, đây nhá quý vị nhá. Đây một người cha này. Và người mẹ này. Và con đây phải không anh? Con là cắp ngang hông đấy. Dạ vâng, vâng. Phu Thê Bồng Tử đấy. Phu Thê Bồng Tử đấy. Đấy, anh này anh đặt tên rất là hay. Có cái là cây này thì vừa rồi anh mới sang chậu nên nó còn non và giá nó chưa. Vâng, vâng. Thì còn cái bông răm là anh đang làm cho nó hoàn thiện hơn đó, đúng không anh? Đúng rồi. Còn cơ bản thì là cái cây cũng có cái hồn cốt rồi. Có cái hình dáng của một cái tác phẩm anh vừa đặt rồi. Phu Thê Bồng Tử. Cái sang cái cây này là cũng là một cây xanh quê. Vâng. Thì đây anh gọi là Ngũ Long Trầu Nguyệt. À, Ngũ Long Trầu Nguyệt. Ngũ Long Trầu Nguyệt tức là ý là năm con long em ạ. Cây xanh quê đây, cây nào nó cũng có mấu có rồng có long của nó. Vâng vâng. Trầu Nguyệt là có một cái ánh trăng bán nguyệt ở đây. Đây em nhìn đây có một đây như một cái bán nguyệt đây. À. Đấy, đây anh lấy cái này. Công đấy, để anh phải tìm nó cái tinh túy của nó. Đây, là ông đó đây. Ông nhìn ông Hạnh này công nhận đúng nè này. Đấy. Đấy. Vâng. Rồi rồi rồi. Trăng ở đây là những con long này sâu súng vào, tức là trầu của ánh trăng. Đấy, anh gọi là Ngũ Long Trầu Nguyệt. Đấy. Anh này anh đáng ra là anh có chắc ngày xưa anh phải anh làm thơ chắc hay lắm nhỉ? Không, anh cũng không xưa là, yeah. Nhưng mà anh nhưng mà em hỏi thật là anh là cứ lông dân nhưng mà mình làm thì mình lại tìm tòi xong bắt đầu là bởi vì là cây của anh cây của anh có chất thơ nhưng chắc là anh làm thơ hay hả? Anh chia sẻ anh có làm chắc là làm thơ hay. Đâu đấy còn cây này nữa em này. Cây này thì là cây này vừa rồi anh cây này cây này đường thân đặc biệt không quý vị ạ? Cây này cây xanh Nam Điền nhé, đặc biệt. Đây là quý vị này. Những cái nét hóa đặc biệt của tác phẩm. Cây này anh gọi là Phu Tử Song Hành đấy. À, Phu Tử Song Hành. Đúng rồi. Không cây nào của anh là không có tên cả quý vị ạ. Tức là giỏi văn. Tức là một người cha nhưng mà sinh ra hai đứa con. Tức là lúc nào cũng ngồi chung chiếu bàn chuyện, có khả năng là đôi khi là mình gọi lôm la lớp trẻ bây giờ nên gọi là bạn.
Ý là như thế. Bạn với con. Bạn với con. Bạn với con. Tôn trọng con là như một người bạn thôi. Để chia sẻ đồng hành. Như bạn có nghĩa là nó là tam hợp. Đấy, hiểu chưa? Tam hợp. Đấy thì anh muốn gửi gắm vào cái tác phẩm này. Tức là phu tử song hành. Phu tử song hành. Tức là con với bố là chuyện loại chuyện kia là phải bàn bạc với nhau. Song hành. Song hành trong đường đời cũng như trong cuộc sống, đúng không? Ý thế. Trong đường đời cuộc sống vì thế mình chơi cây này nó phải có chất là nhân văn. Đúng rồi, vâng. Đấy đấy mới là cái đúng chất của cây cảnh Việt Nam đấy. Và cây thế Việt Nam đấy. Không nghĩ là nó phải đẹp hay thế loại kia, nhưng mà tức là anh giải thích cho mọi người cũng phải nhìn được. Đấy đúng rồi. Còn mọi người nhìn được đẹp hay không thì cảm nhận là của mọi người. Chứ còn mình không bảo là cây này sao nó đẹp thế thì anh không dám. Đúng không? Vâng. Anh chỉ làm sao anh chỉ nói ra là lại thế là không có lý tưởng. Ví dụ như cây này hôm vừa rồi đấy thì là anh Mili này. Vâng, cây này của anh già thế nhỉ? Nó già lắm ạ, già lắm quý vị ạ. Đấy. 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 Thì anh cái cây này là anh đặt tên là Huynh Đệ Đồng Khoa. Huynh Đệ Đồng Khoa. Vâng. Vì anh cũng chơi với cái ông bạn này cũng rất là thân. Thế xong anh phải đi tìm một cái cây như thế. Đấy, ý là như thế là hai thằng nọ bối thằng kia nghe. Vâng. Chứ không là nó cãi ngang, nghe chưa? Đấy, ý là như thế. Thế cho nên là bố đây cái cây nó như thế này đây mà hai thằng là vẫn hai cái ngọn là cũng vẫn gọi là đẹp vào nhau, cũng vẫn cái chung này, một cái bạn như thế này. Đấy, cái này nó già lắm quý vị ạ. Già lắm. Có sao đâu ấn tượng một cây. Cây này nhỏ nhưng mà rất già, rất chất. Rất già. Nhưng mà quý là bạn này anh mới thay đâm ra cái đất nó mới. Ôi quý vị nhìn cái bộ rằm này thích này. Mộc trắng đấy, thậm chí rằm thích thật. Đấy, nhỏ nhưng mà nó cũng có võ đấy. Có võ đấy. Võ công cao cường đấy. À. Có nhiều những cái nét nghệ thuật độc đáo riêng. Cây si có này. Cây si này là anh gọi là cây si có nhưng mà nó cũng có ráng gọi là thuyền rồng đấy à. Vâng. Cái này gọi là kiểu như là có tên rồi chứ còn không là đúng là mình đặt là thân lồng xuyên gió cũng được đi chơi ở những cái sân chơi lớn đấy. Không, sân chơi vừa phải. Sân chơi ở cấp này thì cấp xã đây. Đấy. Cái này nó cũng có một cái chút cái nét tự nhiên anh nhỉ. Đúng rồi, nét tự nhiên và kết hợp với đá này. Thì cũng có một cái nét trừu tượng giống một cái thân long. Là cái cũng là cái cây già lắm. Đấy, cây già. Rất nhiều những cái cây tùng à. Cái tùng La Hán quý vị nhá. Cây này là anh làm sao anh muốn là cây ngay ở cái đầu gọi là anh đi vào nhà đây. Dạ vâng. Tức là thôi thì không biết gì nhưng mà cái tính khí của anh là nó cũng trung thực. Thẳng thắn. Thế cho nên anh muốn cây một cái cây tùng nó đúng với cái ý nghĩa của mình. Vâng. Đấy. Đáng trực à. Còn chẳng biết nó có đẹp hay không nhưng mà vâng. là anh kê một cây như thế. Đấy. Đấy, ngay cửa vào là một cây trực đúng không? Vào một cây trực. Là thể đấy. Hiện một chủ nhân là người người chính trực này, thẳng thắn, quân tử chẳng hạn đấy hả? Đấy. Dạ vâng, đấy anh đều có ý nghĩa của anh nhé. Mọi cây kể cả cái xếp đặt hay là cái đặt tên cây, anh cũng đều có cái ý tưởng cả quý vị. Đều có cái ý tưởng cả. Một đôi long cổ nó của anh này. Đấy một người chơi cây có sự hiểu biết đấy quý vị ạ, có sự hiểu biết và có những chất thơ ở trong cây. Nên là đấy là cái điều mà rất là thú vị, rất thú vị. Thế là cái cây mà khi mà đã được thổi hồn vào ấy thì trông nhìn cái tác phẩm tưởng nó đơn giản nhưng mà có hồn quý vị ạ. Đây quý vị là cây này của anh cũng đẹp chứ anh này. Đây là cây này này. Anh đặt là gọi là Ngũ Phúc Giáng Làng. Ngũ Phúc Giáng Làng ấy. Cây này nó cũng làm tên là thân mái là vườn ra. Trước anh đặt là gọi là anh cái cuộc triển lãm ngày xưa đấy, năm 2000 ấy, anh định đặt cái tên cây này là lý tưởng anh định làm là Ngũ Phúc Thành Đô. Ngũ Phúc Thành Đô. Anh định làm những cái rễ bốn cái lối này vào là ý anh định là làm là bốn rễ vào bốn cái cổng của thành phố Hà Nội. Ý như thế. Vâng. Mà thôi bây giờ là mình vào sau này nó phối đá cao quá xong đây này làm, cái này ra. Của anh cái góc này nhìn đẹp lắm này vào hình đẹp lắm này quý vị này, cây này cũng được mà. Đấy quý vị này đấy một cây xanh quê đấy em. Vâng ạ, cây xanh quê như anh cắt giật á. Dạ vâng, cũng tự tay anh cắt giật thì này em ơi, nó phải lâu lắm mới được như thế này đấy. Đúng rồi, xanh quê để quý vị cảm nhận được
là làm rất là kỳ vừa công. Rồi mình mới thay chậu. Vâng, vừa rồi anh mới thay hả? Nó không được rẽ, nó chưa được bo. Vâng, vâng. Trước là nó ở cái bệ đá nó lồng chồng em nhỉ? Thế nên vâng. Cắt hết cái rễ đẹp đi mất rồi. Vâng. Thế nhưng mà thôi bây giờ xu hướng mình chơi là nó gọn. Rồi gọn lại đúng không? Như thế này thì chắc chắn là vài năm nữa. Đúng. Đấy, cái bóng tàn này. Bóng tàn có cây rất là đẹp nhé quý vị nhé. Đây qua xe đi quý. Hạc lập anh. Cái cây này là nếu nói là phong thủy anh rất thích. Vâng. Làm sao là có một cây hạc lập. Vâng. Thế thì anh lý tưởng của anh nếu anh để thấy như này là cây này đây. Đấy, em nhìn là hai cái cánh này. Vâng. Hai cái cánh này giang ra. Đấy. Đấy và đây là cái thân cây, đây là cái chân này, cái con hạc đấy. Đây là cái mình của nó. Vâng. Đây là anh đặt tên cái này. Anh Hạnh này anh ấy đặt tên và anh giải nghĩa đâu đấy. Đấy. Đấy, con hạc lập. Vâng. Đấy, nếu như đây, còn cây này em ơi, cây này là anh cũng làm từ bé này. Thế anh? Cây này nó bằng một cái cành này trông rất xấu. Đấy là mình phải nói cây này là không đẹp. Bây giờ nhưng còn mọi người đánh giá thì anh không biết. Vâng. Nhưng mà từ cái phối đá này, vâng. Đam mê anh làm. Vâng. Thì anh gọi là cây này là nghênh phong chiếu thủy. Nghênh phong chiếu thủy. Đấy. Vâng, đúng rồi. Nhìn vào ai cũng hiểu là nghênh phong chiếu thủy. Đây cành chiếu thủy. Đúng rồi, đúng rồi. Thế còn cái đá đây là nghênh phong chiếu thủy. Mình tức là dân quê thì vùng sâu xa mà. Vâng. Không có điều kiện như ở thành phố Hà Nội. Đấy. Bọn anh nhặt cái hòn đá ở chỗ này. Kính thưa quý vị ạ. Sao mình muốn chia sẻ với mọi người này, những người đang yêu và những người chưa chơi cũng có thể chơi cây cảnh. Vâng. Đấy, ý anh muốn là muốn như thế. Vâng. Không phải là cứ phải là cây nó quá giả, quá mịn, quá đẹp. Vâng. Tức là những cây đấy là mình được thừa kế thì lại quá tuyệt vời đó. Vâng. Nhưng mà đây là mình muốn chơi nhưng mà mình lại không có tiền. Vâng. Thì mình cứ đam mê rồi mình chơi dần. Vâng. Là mình cũng gửi gắm vào tác phẩm là mình cũng sẽ lâu ngày là nó già mốc đấy anh em ạ. Rồi vâng. Quá vì cây này nó là một cái cành mà. Dạ vâng. Thì anh làm ra tức là nó phải có tên, có thổi hồn vào nó. Vâng. Đấy, thì nó ý nghĩa mà nó mới say. Đúng rồi. Đấy, vâng vâng. Em bây giờ lại không nghệ nhân phối đá. Thế nhưng mà thôi thì cũng cứ làm ra như thế này. Vâng. Thế thôi thì nó cũng có nước, có non, có cỡ để gọi là. Đấy quý vị ạ. Hả? Vì là cái niềm đam mê cây cảnh. Đấy, không phải là cứ phải là sưu tầm cho mình cái cây giá trị đúng không? Mới là đam mê. Nhiều khi đam mê cũng chỉ từ những cái cành nho nhỏ thôi. Mà nếu biết thổi hồn vào, biết làm thì cũng thỏa cái niềm đam mê của mình. Đây quý vị này, anh còn một cái không gian nhé quý vị nhé. Không gian vừa là những cây trang trí cho vườn này và những cái cây bonsai nhỏ nhé quý vị nhé. Cây này của anh cũng già này, cây này đang xây dựng nhỉ, những cây này. Cây này là giáng long này em. Vâng. Cây này là long hóa nhỉ, long hóa đấy. Cây này nó rất già đấy. Long hóa. Long hóa già lắm. Các anh này là có mấy anh em là chơi là thôi cứ thổi hồn dần nữa mà. Vâng. Cho nó gọi là có những tác phẩm. Thôi thì cái mình là cái làm biến những cái không thành có. Đấy. Cái đấy là cái mà nhiều người khác không có. Chứ nếu để vừa đi mua thì các anh cũng thừa khả năng anh mua được. Thế nhưng mà các anh thỏa mãn cái đam mê của anh và những cái sáng tạo của anh. Làm ra những cây nó thích hợp lắm. Lúc đấy à. Chỉ thích là làm sao là còn đợi một cái mầm cái chồi này. Vâng. Bắt đầu sáng bố dậy là xem nó lớn nó bao nhiêu, nó dài bao nhiêu. Vâng. Thế hiểu không? Xong bao nhiêu năm nó được. Khoái như thế. Vâng. Lúc mới ăn mới ngủ. Dạ vâng. Chứ không phải là gọi là say cây lắm, lúc còn say cây gái. Say cây. Chắc chắn rồi. Đấy. Không phải là gọi là bình thường đâu. Đây là cái có đam mê thì mới hiểu được quý vị nhá. Thì hôm nay Pasada Huy đến thăm vườn anh Hạnh thì chia sẻ và cùng trò chuyện với quý vị tại vườn anh Hạnh quý vị nhá. Thì Pasada Huy đến đây cũng xin phép được tạm dừng video ở đây. Sa Đức Huy xin cảm ơn quý vị nhé. Vâng. Xin hẹn quý vị ở video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả. Em chào tất cả các anh nhá. Vâng, xin chào tất cả. Vâng, em chào bạn. Em chào các anh. Con Sa Đức Huy ngày một khỏe mạnh thêm và ngày một phát triển, đưa nhiều truyền thông để
cho tới gọi là khắp miền trên tổ quốc và đưa ra cả nước ngoài nữa. Vâng. Mọi người biết đến, am hiểu về cây nhiều hơn. Vâng, em cảm ơn các anh rất nhiều nhá.